Thu Thủy nhắn bạn trai kém 10 tuổi, hãy cùng em và con xây dựng một gia đình anh nhé. Mãi đến khi về đến nhà, nữ ca sĩ mới lấy lại được sự bình tĩnh và gửi những lời cảm ơn chân thành đến bạn trai Kinh Nguyễn. Ngay sau màn cầu hôn, Thu Thủy viết lời cảm ơn bạn trai trên trang cá nhân, hãy cùng em và con xây dựng một gia đình anh nhé. Vừa qua, thông tin Thu Thủy được bạn trai kém 10 tuổi quỳ gối cầu hôn sau một năm hẹn hò đã gây bất ngờ cho công chúng lẫn truyền thông. Ai cũng mừng cho nữ ca sĩ, bởi sau những chuỗi ngày lận đận đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Phát biểu khi cầu hôn, bạn trai Thu Thủy thổ lộ, trước đây, anh chỉ là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, không quan tâm tới điều gì cho đến khi gặp em đưa anh qua mọi cung bậc cảm xúc, cho anh thứ gọi là hạnh phúc là gia đình, em cho anh biết mục đích sống của anh là để bảo vệ hai mẹ con em. Hãy cho phép anh được bảo vệ hai mẹ con em khỏi những đau khổ trong cuộc sống, hãy làm vợ anh nhé. Bạn trai kém tuổi chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho Thu Thủy trong buổi tiệc thân mật của cả hai. Nữ ca sĩ xúc động đến rơi nước mắt. Trong khi đó, con trai cô rất vui mừng và hạnh phúc khi chứng kiến màn cầu hôn của bạn trai dành cho mẹ. Sau khi lấy được bình tĩnh, Thu Thủy đã có những chia sẻ đầu tiên đến bạn đời. Nỗi ám ảnh hôn nhân, tình yêu chắc đọc đến đây những ai đã từng thất bại trong tình yêu, những ai đổ vỡ trong hôn nhân sẽ không còn dám tin vào nó. Thủy cũng vậy, trải qua nỗi ám ảnh trong hôn nhân đổ vỡ một lần, Thủy đã tự động khóa trái tim của mình lại, không cho phép nó rung động, không cảm xúc lạnh nhạt và thờ ơ với những người khác khi họ đến. Những ước vọng về một gia đình trọn vẹn tan biến, Thủy chỉ còn biết nắm bàn tay nhỏ bé của con vượt qua những tháng ngày khó khăn. Và bước tiếp con đường này, 2 năm sau đó anh xuất hiện như một định mệnh. Anh nhắc nhở em phải luôn giữ sức khỏe để lo cho con. Em cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi anh gặp con, anh nắm tay con, ôm con vào lòng, đút cho con ăn, mua đồ chơi rồi chơi với con. Những chân tình đó từ anh như một chìa khóa mở từng nút thắt mà em đã khóa chặt trái tim nó bao lâu nay. Anh đã cho em thấy rằng em đã sai khi đổ lỗi cho tình yêu sai là cách đối xử giữa con người với con người. Và em biết em và con cần anh. Giờ thì hai bàn tay bé nhỏ của con đã có mẹ và ba nắm lấy rồi. Mẹ cảm nhận ánh mắt của con ngập tràn hạnh phúc và đủ đầy. Anh à, hãy cùng em và con xây dựng một gia đình anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và những biến cố trong cuộc sống. Gia đình hay hôn nhân là vậy, là tình thân. Cảm ơn con trai của mẹ, nhờ có con mà mẹ mới mạnh mẽ. Nhờ có con là thử thách mà ba đã đến và yêu thương hai mẹ con mình. Dù sau này có thế nào, hãy luôn sống có trách nhiệm, đừng thiếu bản lĩnh mà chạy trốn. Hãy đối mặt với nó con trai nhé. Cảm ơn anh vì đã cầu hôn em, cho em được cảm nhận hạnh phúc và niềm tin vào tình yêu mà anh đã dành cho em. Anh hãy nghe tiếng cười của con đi, con vui hạnh phúc là em cũng vui và hạnh phúc theo, yêu anh rất nhiều. Cô kết hôn năm 2014 và sinh con đầu lòng một năm sau đó, tháng 11/2017, cô xác nhận ly hôn sau 17 năm gắn bó với chồng doanh nhân. Sau đó Thu Thủy đã vướng tin đồn hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi. Sau cuộc tình 17 năm sóng gió với chồng cũ, nữ ca sĩ đã tìm thấy một bờ vai thực sự ấm áp để tựa vào cho những ngày tháng sau này. Người hâm mộ cũng mong chờ thêm một đám cưới của Thu Thủy và bạn trai Kinh Nguyễn trong thời gian tới. Ân Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Giàng Sao Việt chúc mừng Thu Thủy được bạn trai kém tuổi cầu hôn. Rất nhiều đồng nghiệp thân thiết bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cảnh bạn trai kém tuổi cầu hôn Thu Thủy. Vừa qua, thông tin Thu Thủy được bạn trai kém tuổi quỳ gối cầu hôn đã gây bất ngờ cho công chúng lẫn truyền thông. Ai cũng mừng cho nữ ca sĩ sau chuỗi ngày lận đận đã tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Thu Thủy được bạn trai cầu hôn vào vừa qua. Trên trang cá nhân, bạn bè thân thiết của Thu Thủy như Ân Hoàng Phúc, người mẫu Kim Cương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, siêu mẫu Anh Thư đều để lại những lời chúc mừng đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ. Ân Hoàng Phúc viết, tất cả mọi người thương yêu em, trong đó có anh, biết tin vui của em hôm nay và ngày này cũng đến, chúc em sẽ có một tình yêu viên mãn bên người bạn đời em chọn nhé Thủy. Người mẫu Kim Cương, bà xã Ân Hoàng Phúc chia sẻ, chị yêu à, thế là hôm nay chị tôi cũng khóc nhé. Khóc vì hạnh phúc là cái khóc xứng đáng nhất phải không ta? Hôm nay vợ chồng em đi hát nên không có qua chơi với chị được. Kinh Nguyễn ơi, anh chơi lớn quá đó nhé, rất dễ thương. Hãy luôn bảo vệ người phụ nữ và con trai của chị ấy nhé. Một ngày gần nhất, gia đình em sẽ mời gia đình anh chị ăn uống chúc mừng hạnh phúc này nhé. Yêu quý gia đình anh chị. Vợ chồng Ân Hoàng Phúc đăng dòng trạng thái chúc phúc cho Thu Thủy và chồng tương lai.
Không chỉ vậy, bộ Ba Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Kim Cương còn quay hẳn đoạn clip chúc mừng Thu Thủy. Cả ba cho biết vừa diễn xong đã hay tin vui nên lật đật tụ họp quay và gửi đoạn clip đến Thu Thủy. Cả ba đồng thanh chúc mừng Thu Thủy, họ tin những ai yêu mến nữ ca sĩ và dõi theo những chuỗi ngày vừa qua của cô sẽ chúc phúc cho cô. Siêu mẫu Anh Thư, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ, stylist Nguyễn Thiện Khiêm cũng lên tiếng chúc mừng nữ ca sĩ. Điểm chung hiếm hoi của Trấn Thành, Hari Won dành tình yêu to bự cho giọng ca uy lực nhất Hàn Quốc. Trấn Thành và Hari Won đồng loạt đăng tải hình ảnh chụp chung với Soo Ha Jan trên trang cá nhân. Cả hai dành rất nhiều lời hay ý đẹp thể hiện sự ngưỡng mộ nữ diva này. Ngày 21 tháng 6 tới đây, live show ca nhạc tầm cỡ của nữ ca sĩ Thu Minh sẽ chính thức diễn ra thành phố. Soo Jan, diva Hàn Quốc, là khách mời danh dự trong bữa tiệc âm nhạc của nữ hoàng nhạc đen. Được biết đây cũng là giọng ca được vợ chồng Hari Won và Trấn Thành vô cùng ngưỡng mộ. Cách đây ít giờ, cả Trấn Thành và Hari Won đồng loạt đăng tải hình ảnh chụp chung với Soo Jan trên trang cá nhân. Được biết cặp đôi đình đám của showbiz Việt vừa mới đón Soo Jan tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi nữ diva tham gia vào sự kiện âm nhạc. Tâm sự trên trang cá nhân, Hari Won tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội gặp lại diva hàng đầu Hàn Quốc. Cô cho biết nghe nhạc của Soo Jan từ năm 19 tuổi, bà xã Trấn Thành không quên chia sẻ sự hiểu biết của mình về thần tượng. Đây là một danh ca được săn đón tại xứ Hàn. Theo lời kể của Hari Won, Soo Jan là một ca sĩ cán chọn trong việc lựa chọn chương trình mình xuất hiện tại quê hương. Tuy nhiên, diva xứ Hàn lại rất ưu ái tới Việt Nam và lần này đến để song kiếm hợp bích cùng Thu Minh tạo nên dấu ấn lịch sử. Bởi cả hai đều sở hữu quãng giọng cao hiếm có của khu vực châu Á. Nếu kết hợp thì chưa biết ai sẽ đàn áp ai và sân khấu sẽ bùng nổ tới cỡ nào. Gặp lại ngôi sao mình yêu thích, Hari Won hào hứng chia sẻ. Ca sĩ Soo Jan, danh tiếng của chị ấy Hari nghe từ 19 tuổi. Showbiz Hàn Quốc ai cũng săn đón chị từ nhỏ, mà do chị không thích nên không tham gia. Chỉ đi nhà thờ hát mà thôi đấy, cho đến khi mọi người đến nhà chị năn nỉ gần cả tháng thì mới tham gia. Xuất sắc nhất là tại chương trình I'm a Singer, thấy chị tôi chứ không. Nghe chị yêu dấu của tôi tới cái là ra sân bay đón chị liền, không cần suy nghĩ gì cả. Hari đã từng gặp chị lần đầu tại Hà Nội, nghe anh quản lý nói chị sẽ hát ở Hà Nội là hai vợ chồng block ngay từ một tháng trước. Mua vé máy bay, book khách sạn chạy ra đó xem. Hai ba bài chị hát xong là đi về. Sau diễn show, vợ chồng mình ở lại một đêm để dẫn chị đi chơi. Thứ hai là tại Hàn Quốc, chị mời mình đi ăn rồi tám vui quá trời hen. Và đây sẽ là lần thứ ba. Không chỉ Hari Won, Trấn Thành cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ cho diva Hàn Quốc trên trang cá nhân. Diva Soo Jan, nữ danh ca số 1 Hàn Quốc, quốc bảo xứ Kim Chi đã có mặt tại Việt Nam. Anh háo hức chờ đợi xem hai quái vật Thu Minh và Soo Jan. Khi song ca thì cục diện sẽ như thế nào? Soo Jan là một nữ ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, có độ phủ sóng trên thế giới. Với kỹ thuật thanh nhạc xuất chúng, giọng hát cao hiếm có, khả năng biến tấu, xử lý thuần thục và sáng tạo trong âm nhạc, cô được xem là diva hàng đầu của xứ sở Kim Chi. Hậu clip cầu hôn, bạn trai phi công của Thu Thủy bị soi từng tham gia game show 18 cộng, giao kéo không nhận ra. Bạn trai Thu Thủy bị tố từng tham gia game show 18, giao kéo không nhận ra. Vừa công khai bạn trai mới, cộng đồng mạng đã lập tức truy tìm danh tính anh chàng và phát hiện hóa ra là người quen. Mới đây Thu Thủy gây chú ý khi bất ngờ công khai danh tính người yêu trẻ tuổi sau nhiều đồn đoán của dư luận. Chọn dịp đặc biệt ngày ra mắt MV mới, cũng có bạn trai tham gia diễn xuất để tiện lên tiếng chính thức về mối quan hệ mới. Nữ ca sĩ nhận được sự chúc phúc và ủng hộ của đông đảo khán giả. Thu Thủy chính thức công khai người yêu kém 10 tuổi trong buổi họp báo ra mắt MV mới. Đặc biệt tối 19 tháng 6, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng đến Thu Thủy khi cô vừa được bạn trai kém tuổi cầu hôn, mang theo một bó hoa to để tặng Thu Thủy. Kinh Nguyễn, bạn trai nữ ca sĩ khiến cô xúc động bật khóc khi quỳ gối cầu hôn. Bà mẹ một con xúc động khi được bạn trai phi công cầu hôn vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Em cho anh biết thế nào là hạnh phúc và mục đích sống trên cuộc đời này là gì? Là bảo vệ hai mẹ con em hãy cho anh cơ hội được bảo vệ cả hai khỏi những đau đớn suốt cuộc đời này. Anh muốn là người xóa hết vết thương của em kể từ bây giờ, làm vợ anh nhé em, bạn trai Thu Thủy ngọt ngào. Dân mạng lập tức soi quá khứ khá ấn tượng của Kinh Nguyễn, bạn trai mới của Thu Thủy. Những hình ảnh và clip trong buổi tiệc cầu hôn của Thu Thủy được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Và cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chúc mừng bà mẹ một con đã tìm được hạnh phúc mới sau những đau khổ từ cuộc hôn nhân trước, cũng không ít bình luận nhận ra Kim Nguyễn, tên người yêu của Thu Thủy là nhân vật từng tham gia Debon, game show được Việt hóa từ Mỹ, với những đề tài và nội dung, nhận nhiều về ý kiến trái chiều khi bị số đông cho rằng khá phản cảm và nhạy cảm. Bạn trai Thu Thủy từng là nhân vật được cộng đồng mạng chú ý trong một tập của Debon. Cận cảnh mặt tiền được cho là thời chưa nâng mũi của Kim Nguyễn. Kim Nguyễn từng xuất hiện với vai trò người chơi cùng bạn gái cũ tên Yến Hana trong chủ đề Người yêu cũ. Chương trình được phát cách đây hơn một năm trước với hàng triệu người xem ở mỗi tập. Vì quá nhiều thử thách nhạy cảm, chương trình này bị yêu cầu gắn mác 18 và phải xác minh độ tuổi người dùng trước khi xem. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Thu Thủy bởi liệu rằng lần này cô lựa chọn đúng đắn người đàn ông cho cuộc đời mình hay không. Không chỉ vậy, bạn trai phi công của nữ ca sĩ còn gây chú ý với nhan sắc khác lạ sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn dĩ Kim Nguyễn đã được nhận xét có ngoại hình thư sinh điển trai từ khi xuất hiện tại Debon. Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của anh chàng ngày một lạ lẫm với cộng đồng mạng hơn. Nhiều ý kiến cho rằng bạn trai Thu Thủy đang bị nghiện thẩm mỹ khi nhiều đường nét trên khuôn mặt đều thay đổi đáng kể. Với Kim Nguyễn, chiếc mũi cao, cánh mũi thon, cằm nhọn bất thường khiến dư luận không khỏi bàn tán. Được biết, Kim Nguyễn năm nay 25 tuổi làm kinh doanh. Hiện tại Thu Thủy tiết lộ con trai đã gọi Kim Nguyễn là ba và có tình cảm cha con thân thiết. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Thu Thủy sau những năm đau khổ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn là điều khiến khán giả xúc động nhất. Từ khi công khai, hàng loạt bình luận chúc mừng liên tục tấn công trang cá nhân của cặp đôi.